Hello, xin chào cả nhà. Em là An. Hôm nay thì em có đi chơi vườn đào. Mùa xuân đã đến rồi các bác ạ. Mùa xuân đến hoa đào nở. Đó, hôm nay em đi chơi vườn đào thì nhân tiện trong lúc em đi chơi vườn đào thì thấy cảnh đẹp quá. Nên là em lấy ra review luôn cho cả nhà mình vừa ngắm đào và vừa có thể ngắm được dao luôn. Đó, đây là mẫu M15MC của hợp tác xã Dao Phúc Sen nhé các anh chị nhé. Mẫu dao này thì được các anh rất là thích bởi vì là nó khá là nhỏ gọn. Cây này thường thường là mọi người chọn là để đi câu, đi dã ngoại, đi cắm trại á, đi chơi á, thì thường thường là cầm cho cái cây M15MC này. Và em cũng có một cái cây này để ở trong xe của em. Đó thì khi mà đến chơi vườn đào này thì thấy cảnh thực sự rất là đẹp. Hoa đào nở này thì là mình nghĩ ra luôn là mình sẽ trong lúc mà đi chơi Tết thì mình cũng lấy ra một cây dao, cây mình vẫn đang sở hữu, đó là cây M15MC để review cho các bác xem về sản phẩm này. Thì đây là mẫu, em sẽ rút lưỡi dao ra cho mọi người cùng xem về mẫu M15MC này nhá các anh chị nhá. Đây. Đây là cây M15MC đây ạ. Cây này thì có cái thông số kỹ thuật là lưỡi dao nó sẽ dài là 15 cm ạ. Lưỡi dao dài 15 cm. Phần cán dao ở đây thì nó sẽ dài là vào khoảng là 12,5 cm. Đó, vỏ ở đây thì nó sẽ là vỏ mun nha các anh chị nhé. Vỏ mun và nó sẽ có các chốt ở đây. Chốt đây là chốt đồng thau, vỏ mun. Đó. Và cái cán ở đây cũng vậy, cán ở đây cũng cùng chất liệu với vỏ luôn, nó cũng làm từ gỗ mun và cũng có các chốt đồng thau ở đây. Kiểu dáng vỏ và cán ở đây thì sẽ làm theo kiểu dáng gọi là sống trúc. Đó, chất liệu gỗ là chất liệu gỗ mun nhá các chị anh chị nhá. Chất liệu gỗ mun này làm thiết kế theo kiểu dáng sống trúc, nhìn nó rất là chắc chắn, khỏe và đẹp mắt đúng không ạ? Rất là đẹp mắt luôn. Đó, đây phần vỏ đây. Còn cái phần lưỡi dao thì chắc là các anh chị đều đã biết rồi. Tất cả các sản phẩm của hợp tác xã Dao Phúc Sen đều được rèn thủ công từ thép nhíp xe ô tô Nga. Phần lưỡi dao ở đây là sẽ rèn thủ công nhé các anh chị nhé. Rèn thủ công 100% từ thép nhíp xe ô tô Nga luôn. Cái độ dày sống dao ở đây thì nó sẽ vào khoảng là 2,5 đến 3 ly. Cây 15 này thì nó độ dày của nó khoảng 2,5 đến 3 ly. Và nó cái trọng lượng của nó không quá là nặng nhé các anh chị nhé. Cây này thì nó nhỏ gọn thôi. Nó sẽ sử dụng cho mục đích là mình sẽ chủ yếu là cắt này, gọt này. Hoặc là mình cũng có thể là mình thái được này. Thái ví dụ như là đi câu ước mình cũng vẫn có thể là thái đồ ăn được này. Hoặc là mình có thể là chặt những cái cành nhỏ là mình có thể dùng được này. Rồi là cái mũi nó nhọn như thế này là mình có thể là mình lọc được rồi nhé các anh chị nhé. Mũi nhọn ở đây là mình có thể lọc được rồi. Cây mèo này thì thường thường là mình dùng gọi là mèo đi câu. Em thì thường thường hay sử dụng là nó là hướng dẫn cho các anh hoặc là chọn cho các anh để đi câu, đi ra ngoại, là mình thường thường chọn cái cây M15MC này ạ. Cây này đang có giá liêm yết trên website của bên em là 830.000. Đó. Nhưng mà hiện tại là đang là Tết nữa. Đó, sắp đến Tết rồi nên là hợp tác xã Dao Phúc Sen có rất nhiều các chương trình tri ân khách hàng, rồi các chương trình dành cho khách hàng mới, khuyến mại. Vì vậy mà để biết được giá chính xác của sản phẩm này thì các anh chị hãy nhấc máy lên alo cho em theo số tổng đài là 0987240733 nhé các anh chị nhé. Thì các bạn nhân viên trực tổng đài sẽ báo giá cho các anh chị chính xác hơn. Tại vì là mỗi một thời điểm thì bên em sẽ có những chương trình khuyến mại khác nhau. Đó. Đây là cây M15MC ạ. Sản phẩm cam kết là hàng chuẩn của hợp tác xã Dao Phúc Sen nhé các anh chị nhé. Và sẽ có bảo hành 1 năm cho mình ạ. Đây, khi mà cho sản phẩm vào nó sẽ như thế này. Đó. Đây là cây M15MC nhé các anh chị nhé. M15MC. Rồi, ok, em đã vừa giới thiệu xong tới cả nhà mình mẫu M15MC rồi ạ. Bây giờ thì em sẽ tiếp tục đi chơi xem đào Tết, đi thưởng thức đào Tết. Các anh chị nếu mà quan tâm đến sản phẩm này thì hãy liên hệ với tổng đài của bên em nhé, 0987240733. Xin chào cả nhà, xin chào. Cả nhà mình nhớ bấm like này, đăng ký kênh ủng hộ em nha.